Xin chào các bạn, thì trong cái video này thì tôi sẽ nói các bạn về cái cơ chế tác động của hệ thống mắc cài, là tại sao mà làm răng nó dịch chuyển được. Thứ nhất là răng dịch chuyển theo cơ chế nào. Cái thứ hai là khí cụ mắc cài nó sẽ tác động ra sao để làm răng dịch chuyển. Thì như thế nào thì mời các bạn hãy xem hết video này. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Thì thực sự thì mà nói rằng là chúng ta có thể dịch chuyển cái răng, bởi vì về cơ bản ấy thì cái răng với cái xương hàm này nó không phải là một khối đồng nhất đâu, mà cái răng này nó vẫn bám vào trong cái xương ấy nhờ một hệ thống dây chẳng, nó gọi là cái màng nhã chu ấy. Thì như thế nào thì chúng ta hãy xem cái cấu trúc như thế này. Thì xung quanh của cái răng và cái xương ấy nó gồm cái hệ thống dây chẳng, và cái dây chẳng nó đàn hồi và nó có khả năng tiêu bồi nhờ lực. Đây chúng ta có thể là đây cái răng của chúng ta. Đấy. Và nó nằm trong xương bởi cái huyệt, gọi là huyệt xương của răng. Và trong đó nó gồm có rất nhiều các cái tế bào, các cái dây chằng nhã chu, các tế bào xi men ấy. Thì chúng ta có thể lấy cái tay chúng ta ấn nhẹ. Đấy, hoặc là tác động một cái lực thì chúng ta thấy rằng là cái răng nó hơi lung lay một chút. Thì chính nhờ vào cái hiện tượng này mà các bác sĩ nhận rằng mới có thể di chuyển được cái răng của chúng ta nhờ vào những cái hệ thống mắc cài. Thì cái cơ chế hoạt động của niềng răng như thế nào thì chúng ta hãy tìm hiểu dựa trên cái hình này. Thì khi mà chúng ta tác động một cái lực đấy, lên cái răng, thì cái phía bên tác động lực ấy thì cái dây chằng nhã chu sẽ giãn ra, còn cái phía đối diện với bên tác động lực ấy thì dây chằng nhã chu bị nén lại. Và phía bên nén ấy thì các cái hủy cốt bào sẽ hoạt động và làm cho xương bên này sẽ tiêu và răng dịch chuyển theo hướng đó. Còn phía bên dây chằng nó giãn thì xương sẽ bồi và răng sẽ chuyển theo một cơ chế là bồi xương và tiêu xương như vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng là khi mà chúng ta đặt cái chun tách khe này giữa hai cái răng, và cái chun tách khe trong thời gian sẽ nở ra và tác động một cái lực. Thì khi cái lực này nó tác động thì cái phía bên đối diện của cái răng ấy, thì cái đường màu đỏ đây các bạn có thể nhìn thấy cái đường màu đỏ này, thì cái đường này ấy, là cái vùng bị nén đấy, tức là cái dây chẳng nó bị nén. Ở cái vùng dây chẳng bị nén này thì các cái hủy cốt bào nó sẽ hoạt động và sẽ làm cho nó hủy xương, tiêu xương. Và cái răng ấy sẽ dịch chuyển theo cái hướng tiêu xương này, tức là răng nó sẽ di ra. Thế còn cái phía mà tác động lực này thì nó gọi là cái đường màu xanh này, cho ta nhìn thấy cái đường màu xanh này, thì cái dây chằng nó giãn ra. Và ở đây thì các tạo cốt bào sẽ tạo nên cái xương đấy, và xương sẽ được bồi đắp ở cái vùng này đấy. Thì cái phía răng này cũng như thế, ở cái phía đường màu đỏ này chúng ta nhìn thấy thì dây chằng sẽ bị nén lại và các tế bào hủy xương. Khi mà hủy xương như thế thì cái răng sẽ dịch chuyển theo cái hướng hủy xương như thế. Thì đấy là một trong những cơ chế mà lực khi mà chúng ta tác động. Thì theo một cơ chế khác ấy, ví dụ như cái răng này nó đang hơi bị chồi, thì khi mà chúng ta đi một cái dây cung thẳng, dây cung li ti nó chạy thẳng như thế này, và chúng ta gài xuống cái mắc cài này, thì một thời gian ấy, cái lực nó sẽ tác động, nó sẽ làm cho cái răng này nó lún lên. Đấy, răng này lún lên. Và cái vùng ở chóp răng này, đấy, cái vùng màu đỏ đỏ này, thì chúng ta thấy rằng là cái vùng này ấy, khi mà có lực nén lên ấy, thì nó sẽ gây nên tình trạng là tiêu xương. Các cái dây chằng nó bị nén và nó gây tiêu xương. Khi mà tiêu xương ấy thì các cái hủy cốt bào nó sẽ đến nó dọn dẹp và nó tạo nên cái vùng, và răng nó dịch chuyển theo hướng tiêu xương nó. Đấy, nó lên như này, theo hướng của dây cung, cái dây cung thẳng như này thì chúng ta có thể nhìn thấy. Thì đấy là một trong những cơ chế mà sự tiêu bồi xương và sự tác động của khí cụ. Sau khi mà xem xong cái video này thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái cơ chế di chuyển răng dựa vào sự tiêu bồi của xương cũng như là sự tác động lực của các khí cụ. Thì hy vọng rằng là cái video này đã cung cấp cho các bạn những cái sự hiểu biết về cái cơ chế di chuyển răng cũng như là các cái khí cụ tác động lên răng như thế nào. Dù mắc cài hay khai trong suốt thì nó đều theo một cơ chế như này. Thì bác sĩ Nam Bùi hy vọng rằng là cái video của tôi sẽ mang lại cho bạn kiến thức nào đó và có ích cho cộng đồng. Hãy like và subscribe nếu các bạn thấy hay. Và hiện tại thì bác sĩ Nam Bùi có một cái cộng đồng và một cái kênh TikTok, thì các bạn có thể vào đó để tham khảo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của tôi, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.